Ya. Nhìn đi các con này nhá, các con có dẫn điện đấy nhá. Ok. Chuẩn với em. Rồi. Tiếp con IAC làm nhiều thứ thế. Đâu rồi? Cái điều khiển đâu nhỉ? Điều khiển đâu nhỉ? Điều khiển vứt đâu anh ạ? Để đâu? Đâu? Để đâu? Để đâu? Để đâu? Có điện thử. Tháo nội dãy bầm lên nhá. Nhớ người ạ, để nó dãy là giờ. Chết bố một đèn. Yếu lắm, một đèn kia. Để chết xứ lên đâu. Nóng bừng. Nóng thì là điện áp nó lớn quá, khổ. Ơ đèn màu tối như thế, chả sao rồi. Bỏ đi. Bóng đèn xanh là đủ luôn, 5V là vẫn chạy bình thường. Em ạ. Dạ. Lấy bóng đèn xanh nhé. Xanh đâu thế? Hả? Lấy xanh của anh ấy. Ừ. Có. Có.